Trước tiên, xin có lời kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em, cũng như có lời chúc mừng Giáng sinh đến tất cả quý vị, một mùa Giáng sinh an lành ở trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị, xưa nay có những người tự xưng là đấng cứu thế hoặc được người đời tôn xưng là đấng cứu nhân độ thế. Từ ngữ này bị lạm dụng khá nhiều, ngay cả những thầy thuốc giỏi cũng được xưng nhận là đấng cứu nhân độ thế. Những nhà cách mạng, những nhà chính trị kiến tạo hòa bình nổi tiếng cũng được xưng là đấng cứu thế hay là người cứu nhân độ thế. Những giáo chủ của các tôn giáo cũng tự xưng nhận hoặc được xưng nhận là đấng cứu thế. Chúa Giêsu cũng nói tiên tri về những ngày cuối rốt của thế giới này, nhiều kẻ sẽ nổi lên và tự xưng là Chúa cứu thế. Thực chất họ đã làm được một số công việc nhân đạo, cứu giúp nhân loại ra khỏi bệnh tật, khỏi tai nạn hiểm nghèo và ra khỏi cuộc chiến tranh đẫm máu. Có những đường hướng giúp ích cho nhân loại sống hòa bình, yêu thương, nhân ái và đề ra những giáo lý nhằm đưa con người đến chỗ hướng thiện. Thế nhưng nếu tự xưng là đấng cứu thế hoặc được người đời tôn xưng là đấng cứu thế thì đó chỉ là sự thậm xưng, nghĩa là xưng hô một cách quá đáng nhằm tôn cao một người nào đó thôi. Trên chương trình thời sự của đài Morning News ngày 14 tháng 7 năm 2007 đã phát tin một cựu điệp viên Anh tự xưng mình là đấng cứu thế. Bản tin nói rằng điệp viên bỏ trốn David Taylor của cơ quan tình báo Anh MI5 khiến toàn thể người dân Anh ngạc nhiên và sửng sốt khi anh tuyên bố rằng: "Tôi đang mang trong mình linh hồn của Thánh Madeleine, Marie Madeleine, và được sức dầu thánh để đứng lên làm đấng cứu thế." Thật là buồn cười phải không? Anh chỉ tiên đoán một vài sự việc có đúng và có sai, nhưng đã vội tưởng mình là siêu nhân hay là Chúa. Người ta nghiên cứu những người có những tuyên bố tương tự như thế, đều thấy họ là những bệnh nhân tâm thần. Vậy đấng cứu thế là ai? Ai xứng đáng để nhận danh xưng này? Người ấy đã làm được gì để xứng đáng nhận được danh ấy? Tôi xin trả lời cho quý vị và các bạn rằng Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế của nhân loại. Vì sao như vậy? Chúng ta tìm hiểu qua câu nói xưng nhận của Chúa Giêsu ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 14 câu thứ 6. "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha, tức là Đức Chúa Trời." Bằng chứng thứ nhất minh chứng Chúa Giêsu là đấng cứu thế là Chúa là đường đi ở trong câu 6 phần A. "Ta là đường đi." Đường tức là đạo và đạo tức là con đường. Xích đạo là đường đi của mặt trời, quỹ đạo là đường đi của các hành tinh, địa đạo là con đường ở dưới đất, đạo diễn là người vẽ ra con đường cho một chương trình nào đó, biên đạo múa là người, tức là vẽ ra những cái, tức là tiết tấu, giai điệu múa, chỉ đạo hay là lãnh đạo, tức là những người dẫn đường. Chúa chính là thiên đạo ở trong Giăng đoạn 1 câu thứ 1. Ban đầu có đạo và đạo ở cùng Đức Chúa Trời và đạo chính là Đức Chúa Trời. Con người tội lỗi, phàm nhân tục tử không thể biết đến thiên đạo. Cũng có kẻ khác thù nghịch với ánh sáng và không biết đạo của ánh sáng và chẳng đi trong con đường của ánh sáng. Gióp đoạn 14 câu thứ 13. Lão Tử đã nói rằng đạo khả đạo phi thường đạo mà danh khả danh phi thường danh. Có nghĩa là đạo mà diễn tả ra được thì không còn là đạo nữa, mà danh mô tả ra được thì không còn là danh. Nghĩa là đạo và danh rất mầu nhiệm, không thể hiểu nổi. Chính vì thế đạo phải trở thành nhân, nghĩa là Đức Chúa Trời phải hóa thân làm người trên đất, làm đường đi, mở ra con đường cứu rỗi cho con người trong danh Chúa cứu thế Giêsu qua sự kiện Chúa cứu thế Giêsu Giáng sinh. Con người vẫn khước từ Chúa là đạo để tự nhận mình là đạo, là con đường, hoặc đang đi trên con đường của người khác vạch ra. Đó là những triết lý, những tôn giáo, những tín ngưỡng đời này, nhưng đó là những con đường chỉ dẫn đến sự hư mất mà thôi. Kinh Thánh ở trong Châm Ngôn đoạn 14 câu thứ 12: "Có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người,
nhưng đến cuối cùng thành ra nẻo của sự chết. Nhưng Chúa là con đường. Chúa chỉ cho tôi biết con đường sự sống, Thi Thiên 16 câu thứ 11. Bởi sự chết của Chúa, Ngài mở một con đường mới ngang qua xác của Ngài để đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 10 câu 19. Cho nên Chúa Giê-xu đã xác nhận rằng ta là con đường, ta là con đường cứu rỗi. Các giáo chủ đời này chỉ nói nhưng không có hành động, mà Chúa Giê-xu không chỉ nói mà Ngài còn hành động, là hy sinh mạng báu của Ngài để mở con đường cứu rỗi cho tội nhân. Bằng chứng thứ hai, Chúa là chân lý. Ta là đường đi, ta là lẽ thật, tức là chân lý. Đức Phật nói rằng, ngón tay của ta chỉ mặt trăng, các ngươi nhìn theo ngón tay ta và nhìn thấy mặt trăng, nhưng ta không phải là mặt trăng. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng, ta là đường đi và ta cũng chính là chân lý. Chân lý là lẽ thật. Trong vụ án của Chúa Giê-xu, Phi-lát nói rằng, chân lý là cái gì? Nhưng mà Chúa Giê-xu đã nói rằng, thật, ta là vua, vì sao ta đã sanh ra, vì sao ta giáng thế, ấy là để làm chứng cho lẽ thật, làm chứng cho chân lý. Và ai thuộc về chân lý thì nghe lấy tiếng của ta. Con người sống trong tội lỗi đầy dẫy những điều sai trật, điều dữ, điều dối trá, không có một cái gì chuẩn mực để làm chuẩn mà đo được những cái khác. Biết bao nhiêu khám phá và những tuyên bố mà khoa học tin vào, nhưng cuối cùng khám phá ra chỉ là sự lừa dối mà thôi. Có nhiều giáo chủ lừa dối người ta bởi những triết thuyết sai lạc nhằm chỉ lợi dụng để mua danh vọng và làm giàu bất chính. Những triết lý và tín ngưỡng của con người tự nhận là chân lý nhưng không đem đến sự giải phóng cho con người ra khỏi tội lỗi thì điều đó cũng chỉ là hư không mà thôi. Điều thứ ba, Chúa là sự sống. Ta là đường đi, là chân lý, là sự sống. Con người cần nhất là sự sống. Sự sống thuộc thể và sự sống ở trong tâm linh của mình. Con người có thể tạo ra được nhiều thứ ngoại trừ sự sống. Sự sống ở trong đấng tạo hóa là nguồn của sự sống, ban sự sống và hơi sống cho muôn loài và vạn vật. Sự sống đó có ở trong Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã phán rằng, trong ta có sự sống và sự sống chính là sự sáng của loài người. Chúa đã nói rằng, ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta thì không hề đói, ai tin ta thì không hề khát nữa. Ta chính là sự sống lại và sự sống. Đó là điều cần yếu mà con người đang cần. Sự sống này là sự sống thật, sự sống tâm linh đã được Chúa Giê-xu mua lấy bằng chính giá huyết của Ngài trên thập tự giá. Chúa đã đổ huyết ra trên thập tự giá đền chuộc tội lỗi cho chúng ta. Chúa đã chịu chết để cho chúng ta được sống và ban cái sự sống của Ngài cho chúng ta. Bằng chứng thứ tư, Chúa là đấng cứu thế duy nhất đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha, tức là Đức Chúa Trời. Người ta nói rằng đường nào cũng về La Mã, có nghĩa rằng có nhiều con đường để đi đến La Mã. Những con đường vật chất và đời này có thể đúng, có nhiều con đường để đi vô Sài Gòn, có nhiều con đường để đi vô một công ty, nhưng con đường tâm linh để đi đến sự cứu rỗi thì không có nhiều con đường mà chỉ là một con đường duy nhất mà thôi. Không thể nhờ tu thân, ép xác, làm lành, lánh dữ mà được, duy chỉ có tin nhận vào công lao cứu chuộc mà Chúa Giê-xu đã thực hiện trên thập tự giá, người ấy mới thật sự được cứu rỗi. Chúa nói rằng ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì được cứu rỗi. Chúa là đấng duy nhất và sự sống đời đời là nhìn biết Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giê-xu Christ là đấng Cha đã sai đến ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 17 câu thứ 3. Chúa cũng nói rằng chẳng có sự cứu rỗi nào trong những đấng nào khác ở dưới trời này, mà chỉ có sự cứu rỗi ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ.
Qua Chúa cứu thế Giê-xu thì hàng triệu con người đã được cứu rỗi khi họ mở lòng ra để tiếp nhận Ngài. Họ đã sở hữu được đạo, họ đã sở hữu được chân lý sự sống cho riêng mình, và họ đã đến được với Đức Chúa Trời. Trong câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta nghe thông điệp Giáng sinh mà các thiên thần loan báo cho các gã mục đồng đã xác nhận Chúa Giê-xu thật là đấng cứu thế. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành Bethlehem đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Thầy tế lễ Sacheri cũng đã xác nhận rằng Chúa đã cho chúng tôi trong nhà David tôi tớ Ngài một đấng cứu thế có quyền phép. Và dân chúng ở trong thời Chúa Giê-xu cũng đã xác nhận điều đó, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian, ở trong Giăng đoạn 4 câu thứ 42. Không có một giáo chủ nào trên trần gian có những lời tuyên bố như Chúa Giê-xu từng tuyên bố, hoặc giả những lời tự xưng chỉ là thậm xưng mà thực chất họ không làm được như những điều họ nói, hoặc chỉ là sự tôn xưng của người khác để thần tượng hóa người mình muốn tôn thờ mà thôi. Chúa Giê-xu thật là đấng cứu thế vì sự giáng sinh kỳ diệu của Ngài, vì những gì Ngài đã sống, vì những gì Ngài đã làm, vì sự hy sinh cứu chuộc của Ngài trên thập giá. Điều đó minh chứng cho sứ mạng của Ngài, minh chứng cho điều Ngài nói. Vậy nếu Chúa Giê-xu là đấng cứu thế thì con người có cần đấng cứu thế ấy không? Tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền thế, niềm tin và tín ngưỡng đời này có thay thế được đấng cứu thế hay không? Những gì chúng ta có trong cuộc đời này có thể làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn về thể xác lẫn tinh thần, nhưng không cứu được chúng ta ra khỏi tội lỗi được. Con người rất cần đấng cứu thế, nếu không cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Những ngày qua thì chúng ta thấy thời sự Việt Nam của mình nổi trội vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Một nữ doanh nghiệp, bà đứng đằng sau ngân hàng SCB, nhưng tất cả những cái hoạt động của bà là rút ruột ngân hàng bằng tất cả những hợp đồng khống và đem tiền về nhà của mình. Từng xe tiền cứ đổ về nhà của mình. Và bây giờ vỡ lỡ ra, người ta điều tra ra thì bà đã gây thất thoát cho ngân hàng SCB, chiếm dụng vốn, tham ô đến 304.000 tỷ đồng, tức là trên 12 tỷ đô la. Và người ta nói rằng nếu mà tính hết những cái thiệt hại khác liên quan thì nó sẽ lên đến 1 triệu tỷ đồng, 42 tỷ đô la. Nhưng mà bây giờ bà ở đâu? Bà ở trong tù. Và người ta đưa ra phán xử thì án tử hình đương chờ đợi bà Trương Mỹ Lan và tất cả đồng bọn. Người ta có rất là nhiều tiền, người ta có rất là nhiều quyền thế, nhưng cuối cùng người ta phải trả giá cho những điều vô nghĩa ấy. Đấng cứu thế là đấng cứu rỗi con người cả linh hồn lẫn thể xác. Các giáo chủ hoặc vĩ nhân đời này có thể làm được nhiều điều và có thể chỉ cứu được một số người về phương diện thể xác mà thôi. Bản thân họ rồi cũng chết, không cứu được ai cả. Duy Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, chịu chết trên thập tự giá đền tội cho chúng ta, để mở cho chúng ta một con đường cứu rỗi, để giải bày chân lý cho chúng ta, để ban cho chúng ta sự sống và sự sống đời đời, cả linh hồn và thể xác, không chỉ cho một số người mà là mọi người trải qua mọi thời đại nếu họ tin nhận Chúa Giê-xu. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sống lại để ban sự sống và sự sống đời đời cho những người tin thờ Ngài. Kinh Thánh đã nói rằng Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cắt tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cắt tội lỗi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho tất cả những người tin thờ Ngài và chờ đợi Ngài. Chỉ có Chúa Giê-xu mới đem chúng ta đến được với Đức Chúa Trời mà thôi. Đấng cứu thế đã đến cách đây 2023 năm.
Đấng cứu thế đã hy sinh ở trên thập tự giá, và Đấng cứu thế đương chờ đợi mỗi người chúng ta có một thái độ đúng đáp ứng với tình yêu của Đấng cứu thế. Nếu chúng ta khước từ, chúng ta vẫn ở trong tình trạng hư mắc. Và quý vị hãy đến với Chúa Giêsu hôm nay, tiếp nhận Đấng cứu thế của nhân loại để kinh nghiệm sự sống cho chính đời sống của mình. Bây giờ để quý vị có một ít phút lắng lòng và suy nghĩ, thì chúng ta sẽ nghe một bài thánh ca.